Hai anh em, trận này mình mỗi mình không có số sao ấy. Buồn lắm trời ơi. Mình chơi ít thì mình không chơi nhiều. Giữ bạn này nhé. Cái kia chắc bỏ tạm được. Rồi nó bỏ Mandasi đi nhé. Mỗi mình không có số rồi anh em ơi. Bạn kia ai cũng có số có má hết liền à. Sợ lắm trời ơi. Quay đi nhỉ, mình cần quay chưa? Quay rồi. If I'm crazy on my own. Mình bán không ta? Ba có một vàng cơ à? Càng đấy. Bỏ tí tiền ra thêm bạn Noma này cũng ngon này nhưng mà không cần nhỉ. Cho nó rap nhé. Còn lại khá là uy tín đấy. À, trận này thắng rồi trận sau mình bán cái con Vio ở đi là cũng ok. Tín. Ta này bao nhiêu? 7 vàng không? 18, 19, 20 là vừa đủ. Trừ khi mình đánh chắc hơn thì mình có thể, nếu mà có con floor ấy mình up cấp sớm, mình mua trên cho con floor vào. Cũng ok. Chứ cũng đang có khá nhiều lựa chọn. Tại mình cho con Vio này vào mình cũng không thích lắm ấy, mà cứ kích được Noman cũng cần thiết đấy. Không, cũng khỏe đấy, mình cũng khỏe đấy. Yếu. Nó yếu đâu, không yếu đâu à. Cần mình bán hai bạn này đi. Chắc mình bán một bạn này thôi. Bạn Dashi thôi. Giữ Vio lại, kích bạn Noman. Nhạc. Còn nếu mà thua thì mình bán cả đôi. Thì là bán Dashi gần đi. Khỏe không liềm à. Liềm cũng khỏe đấy. Má sao con Rat bên kia nó khỏe dữ vậy anh em. Mày biết thế cho Noba Noman vào không nhỉ? Ai buồn quá. Chỗ thua chỗ thắng chập chờn mất rồi. Oh no. Dễ thắng quá nhỉ. Giết một bạn này nhá. Giang đi à? Chắc giết được hai bạn đấy. À không, giết được hai bạn. Một bạn. Ok, mình có hai trận thua, mình thua một trận nữa được không? Nhưng mà bạn này ăn 81, 84 máu hơi thấp nhỉ? Ủa thật đấy trận này. Mọi tính toán đều sai lệch cả. Chả có tính toán gì đúng cả. Tầm 84 là 1 rồi. 16. Tắt cũng khổ. À, giờ xem ra đồ gì nữa rồi tính xong. Học đại đúng không? Xem ra đồ gì tiếp nhất, nếu mà ra đồ 40 mana nữa thì có thể mình lại chơi vui được. Để chơi một trận ám thôi.
đơn giản gọn nhẹ thôi. Thế là mình có quả ngọc đại cũng cũng ok đấy chứ. Có cái quả ngọc đại cũng ngon. Hà tệ. Tệ cũng cần. Rat cũng cần. Không sao. Đâu rồi. Kể cho con Rat cũng được bởi vì con Rat nó có cái thôi kệ, quyết định đúng đắn. Tại con Rat nó có kích thêm cái pháp sư ấy, nó hồi được mana lại, nó ulti một lần, nó ulti mấy lần. Nào xem ra đồ gì nữa. Có đấy không lấy nó lại là tội đồ anh em. Không lấy cái đấy anh em thành tội đồ đấy. Không lấy không được. Cứ phải thế cơ, nó cứ phải thế cơ. Cứ phải thế này nữa cơ. Quyết là phải vậy cơ. Lấy không được. Thiếu con bán thần à? Vượt thủ luôn. Không cần nghĩ. If I'm crazy, I'm on my own. Này đánh con rồng ấy nhỉ, con rồng. Thôi vào đây lấy thương cũng đúng. Thương nó hiếm hơn hai cái đồ 40 mana kia em. Rồi lấy quả đốm 40 mana đấy cũng ok, tí nữa ra con nắp phát là ra con nắp hay con Illu gì là chơi được luôn đấy. Cũng không phải yếu đâu. Đấy nó ra nắp này, nó ra nắp thật này. Trời ơi. Đấu sĩ đi. Chưa đủ nhỉ, chưa đủ lắm nhỉ. Tí nữa nhá, tí nữa nắp sẽ được vào sau nhá. Giờ vào đã hơi sớm rồi. Chưa đến lúc. It's not about time yet. Just wait, honey. Wait a little bit. Có. Đấy, quả này bây giờ có 40 mana là con nắp là được chơi game rồi đấy. Nhưng mà thôi, không sao, một thương là quan trọng. Thời xa xưa, cái thương này đã quan trọng rồi. À, con Floor cầm liềm này vừa nãy mình gặp này, ghét không? Đấy, thì cầm liềm này, mày là bừa ấy. Bé tí tí này. Chuyện thằng ba. Ok anh em ơi. Lấy lại dần địa vị. Trận này nhiều số má lắm, sợ lắm. Mấy bạn số má. Đánh sợ lắm. Tục leng nè. Làm tục leng đi. Ok. Và mình có thể thấy một các bạn pháp sư nữa nó mới cần. Lên. Hai AT này bỏ cũng được nhỉ. Không cần thiết quá đâu. Bỏ cũng được. Vừa lo xuyên luôn. Lau ulti, rát đấm liên phát nữa. Thì ra rát hai uy tín với nhỉ. Bình thường nếu mà quả này mà mình ngọc đại mình hay ném cho con tu bờ leng cơ. Tu bờ leng này. Tu bờ leng. Thì con tu leng sẽ ulti được luôn. 25 mình nhớ là con này khởi động 25 đúng không? Con tu leng ấy. Check lại phần nhé. Trận này đồ khá là ngon thật. Đồ kinh dị thật, công nhận. Nhận một điều là thế. Thêm một đấu sĩ này, thêm một nắp này vào được tí nữa nhé. Đây này, bởi vì con tu len nó khởi động. Ô, có thời này khởi động 50 rồi. Chắc này chỉ cần 25 mana thôi là nó ulti rồi à.
không cần ngọc đại, ngọc đại vẫn cho con rat này ngon hơn, rat này xuống đấm luôn. Con rat này như khởi động mới là 25. Can't stop me now. Lên luôn đi, sợ quá. Con rác này cũng được ta, nó có. Bây giờ mình check phát nhé, một thương bắt đáy bên này. Con này sẽ bắt vào con rác của mình thôi, không sợ. Bạn này bắt đáy này à? Bạn này bắt chỗ kia thì không sợ. Bắt chỗ kia thì nó sẽ bắt vào con Arduin của mình thôi. Không gì đó. Anh cho con này vào đi. Mình sẽ uy tín hơn con Anilin. Chút ulti nó cũng sớm hơn nữa. Nó có chui được xuống này. Chữ khỏe chứ. Xuyên con teo, rồi xong. Phát đấm hai phát. Có Noman. Cung tầm này chắc sợ. Chết kiếp. Cung thủ. Xin con teo con do nó bắn còn nó dắt cũng khổ nữa, nhà này nhà cung chết mình đập mình khổ lắm. Siêu khổ. Không hề cố ý đâu anh em ơi, mình không hề cố ý một chút nào luôn ý. Hiểu sao mọi chuyện nó cứ như vậy à? Ôi 70% năng lượng nghe quấn rũ thế nhỉ. 25-50 còn này tu plan ngon hơn nhỉ. Tu plan đứng vào đây em. Ui một đường thẳng anh em ơi, mặc dù chưa có rồng nhưng mà con lau một đường thẳng nó nhìn nó cũng điên rồ quá. Lao leo một đường thẳng này. Lao leo một đường thẳng. Mình dị anh em ơi. À chưa có voi anh em ơi, trận này mà mình đánh. Không, mình đánh rồng, trận này mình đánh trợ thủ cũng được. Không cần nhất thiết phải là voi đâu. Bốn pháp sư. Chúng vẫn đang khá thoải mái về cách chọn tướng nên mình thích chọn con gì về cũng được này. Leo không cần chơi. Ziu chưa muốn đánh voi lắm nhỉ. Tại thường nếu mà đánh đam bằng rồng ấy, không có đam bằng Ilu ấy thì thường mình cũng không định đánh voi đâu. Đánh trợ thủ sẽ uy tín hơn. Nhưng là đang hơi cân nhắc ở đây anh em. Khả năng cao là đánh trợ thủ. Đánh cao là đánh trợ thủ. Bán luôn đi, nếu cần lắm thì cũng chơi một con voi 3 thôi nhé, không chơi lên luôn được này. À, quả đấy lên thêm Noman cho ngon. Đau công ty này, đút cán này. Ui dồi ôi. Ôi, thua rồi. Ok. Hai lần công ty. Nhà yeah. Ok, mình sẽ cho tạm một bạn này vào nhé. Bạn này đi. No, not really. Just go over here. Sáu cung đấy anh em ơi. Cung gặp nhà mình đi. Ôi giời ơi. Nhưng mình cũng counter được mỗi nhà cung thôi chứ mình cũng không counter được quá nhiều đâu. Mấy bạn kia hắc ám mà bán thần các thứ là cũng đáng sợ phết. Check đồ quá nhá.
Ok này. Ôi. Ôi trời ơi. Không cố ý nhưng mà rất cố tình anh em ơi. Sephira đâu, cần Sephira rồi anh em ơi. Không hề cố ý đâu, mình không hề cố ý chuyện này xảy ra một chút nào. Vẫn chưa có con rồng nhỉ. Rồng 11 con anh em ơi, thoải mái yên tâm. Rất là yên tâm luôn. Ra cái quả tướng như này thì... Ôi trời ơi, cái gì nữa trong thêm. Ôi trời ơi, đừng... Đừng làm thế nữa. Sphera đâu rồi? À, nó Sphera đâu nhỉ? À, con này Noman đúng không? Mày bỏ được này. Đi rắc cầm này đi. Một phát rôn này. Có con cờ rốt nữa này. Lấy thêm về này. Rắc cái bọc luôn. Cần gì rắc nữa đâu. Cầm này nó khỏe khoắn lắm rồi đây. Đang bảo pháp sư nhiều pháp sư cũng được nhưng mà không thì không. Ôi quả này hơi hơi lỗi nhá. Quả này xin lỗi hơi lỗi đó. Hơi hơi bất ngờ quả này. Ui đi rắc nó làm hết. Ờ nhỉ, chưa chưa nào mà mình làm được một con D-Rock mà nó gánh 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 team kiểu điên rồ lắm nhỉ. Kiểu một con D-Rock nó gánh ý. Thực sự là nó gánh luôn ấy. Tại D-Rock bắn như đam có thiêu thua gì con thêm đâu. Tỷ lệ gốc sát thương này. Gây sát thương cộng với cả phần trăm máu đã mất. Gây sát thương cộng phần trăm máu đã mất. Y hệt 20%. Con này. Ôi là cái gì đó thế này. Mà đánh trợ thủ không hợp ma tộc lắm. Ngọc đại nữa. Ôi không muốn thế này đâu. Trời ơi anh em ơi. Anh em à. Đây rồi. Chết rồi. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ. Này à. Chả quá lâu rồi không không sử dụng anh em ơi. Từ từ mình đang não mình đang nó không loát được tình hình nhiều nhiều tướng quá. Ôi con đi bác mà con đi bác này chưa chưa xịn lắm. Con rồng mới xịn, rồng mới là mấy con xịn lúc này. Mình bỏ con floor đi nữa rồi thay con floor bằng con gì đó xịn hơn, con cát hoặc con cần hắc ám còn lại. Cần nhiều con bán bớt đi không. À, medium possible. Thế mình sẽ cho con Omen này vào thay con thêm à, con Floor này. Rồi, xong rồi mình chắc là mình xem bay con rồng xong rồi mình sẽ thôi muốn rồng thì chúng ta sẽ quyết định lên luôn thôi. Không cần quá nhiều tiền đâu. Tiền mình là có rác thôi anh em ơi. Tiền nó là có rác thôi. Này mình sẽ cho con Darcy nhé. Darcy đi lên, đi đứng dưới đi. Comment đứng đây, đuôi đứng đây đi. Mày đứng đây đi. Rắc cảm giác đứng bên này rắc không ok lắm nhỉ, chút đi rắc nó đứng một góc đẹp hơn không. Bây giờ mình đang không có bốn pháp sư này nhưng mà con không có bán thần nữa, hơi cam go, hơi thiếu đam một chút vậy, dồn đam cho đi rắc cũng không ok lắm. Thêm là nó cũng ok hơn anh em ơi, đi rắc một với thêm một nó thêm nó vẫn ok hơn. Này đã anh Q2 này sớm nhỉ. Sớm ghê ấy. Là cót này mà không ra rồng anh em ơi. Đang chúng ta phải chờ một bạn nào đó đi thì chúng ta mới có con rồng. Rồng này hơi khó kiếm mất rồi. Ghét xong sang bên này không. Con thê này cũng uy tín. Thì đắc sấy góc kia. Một thương bắt đáy nữa. Góc này đi. Đang thiếu con rồng thôi, thiếu con rồng. Nếu được góc này sẽ yên tâm hơn để mình hai thương bên kia mà. Okay, thêm bổ này. Chưa thấy đam lắm nhỉ.
Chưa thấy đam lắm nhỉ, đã cót ulti một phát rồi. Lên bổ một phát nữa được không? Bắt đầu thấy hơi mùi khổ khổ đấy anh em ơi. Một rồng không có các thứ là bắt đầu thấy có vấn đề nhé. Kích được thêm hệ gì nhỉ? Pháp sư à? Lily à? Cũng đòn là cùng chiến à? Sát thủ độc sĩ cùng chiến cũng chưa biết kích cái gì. Thường chỉ kích con cát thôi chứ không, con cát là con quan trọng của cái này vì nó có liềm mà. Thường cái liềm mà không cho được con cát thì nó làm gì. Chưa sách thánh nhá. Ba quả ngọc đại này mà không có rồng đây rồi, nhưng mà bốn ngọc đại anh em ơi. Em hiểu đến mức con Alice nó phải cầm ngọc đại là anh em hiểu hiểu là cỡ nào đấy anh em. Mà luôn nhá anh em nhé, lên luôn đi. Vội mà nó mạng đi. Celica yên tâm, hai cái đi gấp đi, gấp yên tâm hơn. Ah, need the impossible. Kể chưa anh em? Ba quả đội hình chắp vá vãi chưởng, trời. Chơi game kìa anh em, chơi game kìa. Quá chắp vá luôn. Na có này chắc ulti được, chắc ulti được một tí. Một thương rồng. Đi ra ulti hai con, mỗi con một lần. Ui rồi. Thế không thấy đam lắm nhỉ? Sao có mỗi một à đây đây con này có mỗi 1000 đam. Na cót này mày là bừa. Một bạn đi, bạn này có cầm cái ấy không? Bạn này cầm hai ba con rồng của mình này. Ok trả đây bạn ơi. Tôi cần lắm rồi. Tôi cần con rồng lắm rồi. Bừa, bạn này trả tôi. Trả tôi thôi bạn ơi. Rồi nó lại còn ra đồ nữa. Nó lại còn ra. Xin cái choi. Xin cái choi các bạn ơi, thôi xong rồi nó còn ra đồ nữa. Trời ơi, cuộc sống này nó thật khó khăn cho những người không có gì cả. Không thấy con rồng đâu. Gì đây bạn ơi, cho mình con rồng đi. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Đừng. Cái gì đây? Từ từ. Các bạn ơi. Gì vừa xảy ra nhỉ? Ô con đi đắp này nó cầm hai cái ngọc đại anh em ơi, không được. Không được. Không được anh em ơi, trời ơi. Đi đắp, xảy đi. Trời ơi, xảy đi em. Ôi em quá muộn. Tạm anh tím tí thì ngất. Sao không ra con rồng nhỉ? Trời ơi, điên rồ thật đấy. Mình vừa gặp bạn Floor yếu đuối đúng không? Bây giờ mình sẽ gặp bạn hai bạn kia, bạn này là bạn cánh cung này. À, bạn xoay bài rồi. Tinh thần. Đúng rồi, những nhà có số má, có khác. Anh em xoay bài, cứ liên tọi tọi anh em ơi. Còn là đuôi này đi, không cần đâu. Ô, chết rồi, vẫn chưa có rồng. Ôi giời ơi, trời ơi, trời ơi. Alice à? Ai bây giờ? Sera. Ê, nhầm cổ đại, nhầm cổ đại, nhầm cổ đại, nhầm cổ đại. Cái gì? Có quả choi này sang cho con cát được anh em, đã phải cho con cát đấy. Không sao đâu, nhưng mà pha sau mình phải cho con cát đấy. Thôi đi. Ôi giờ nó không ra. À, ơi, nó không ở đây này. Trời ơi các bạn ơi. Má chơi game.
Có lấy phải cho con phone cát này. Đây này. Ây giời ơi. Bạn này xoay bài nhanh đấy. Bạn này vừa đấy mình đang thấy đánh cung cung cầm máu. Bạn này đánh pro đấy. Pro đấy. Còn quả đồ này thì đúng là đúng là như mơ rồi anh em. Thương Ngọc Đại. Này cầm hết rồng nhà mình. Vãi trưởng bạn ấy cầm cung. Bạn ấy roll sau mình rồng mà ấy vẫn tìm ra một đống rồng à. Pro đấy, bạn này pro đấy. Xem pro đánh một tí. Con tên hai này bổ được hết không? Có khi bổ được hết đấy. Con này dính truy hồn không? Đánh phát thường. Dính truy hồn chưa nhỉ? Thường thì nhà thú không sợ nhà hắc ám đâu anh em. Nguyên tố hắc ám này. Con cáp này sống dai. Hoặc xem thấy là chán này em. Toàn pro đánh nhau trời ơi sợ quá. Anh em vậy thôi anh em ơi, cái mình đến đây cũng kết thúc rồi. Anh em thích cứ chỉ like, subscribe và comment những góp ý bạn thì giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye.